Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Vietnam TV. Thưa quý vị và các bạn, các loại tên lửa chống hạm của Liên Xô và Nga ngày nay thì được coi là những loại tên lửa tốt nhất thế giới. Chúng được phát triển từ giữa thế kỷ trước và liên tục được hiện đại hóa. Ngày nay, thì một số loại tên lửa như vậy đã được trang bị cho tàu nổi, tàu ngầm, máy bay và được triển khai trên bờ biển. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với một bài phân tích của Trang về những tính năng của chúng và lý do tại sao tên lửa chống hạm của Nga là một nỗi khiếp sợ đối với đối thủ tiềm năng. Trong đợt cuối của thế kỷ thứ 20, sau khi mà Hoa Kỳ đặt cược vào các hàng không mẫu hạm, Hải quân Liên Xô đã có nhu cầu về vũ khí chống hạm có độ cơ động cao, có thể tự tìm và tiêu diệt mục tiêu tại khoảng cách hàng trăm km. Các tên lửa chống hạm đầu tiên, P-6, sản xuất năm 1964, đã có sự hỗ trợ dẫn hướng từ cả một hệ thống phức tạp Năm 1968, Hải quân Liên Xô đã nhận tổ hợp tên lửa P-70 Amistik và năm 1975, hệ thống tên lửa P-500 Bazan tầm xa thì có khả năng tăng tốc lên tới Mach 2, tức là vào khoảng 2.386 km trên một giờ và có tầm bay 550 km. Bazan thì đã có khả năng chống nhiễu cao. Tổ hợp tên lửa hiện đại hóa P-1000 Vulcan sản xuất năm 1987 thì đã trở nên mạnh hơn và thông minh hơn về mọi mặt tên lửa chống hạm hiện đại không chỉ là một quả tên lửa có động cơ và đầu đạn, mà nó là một thành phần trong hệ thống phức tạp bao gồm đạn dược, tàu mang tên lửa và hệ thống phát hiện và dẫn đường. Mỗi quả tên lửa đều có bộ não riêng. Hệ thống điều khiển của nó biết phải làm gì lúc này hay là lúc khác. Khi phóng tên lửa, cần phải san xét một cách nghiêm túc những yếu tố như là độ cao và tốc độ bay. Tư lệnh hạm đội phương Bắc năm 1999 năm 2001 là Đô đốc Vyacheslav Popov đã nói với Charles Pundit. biển là một bề mặt phẳng, ở đây nguyên tắc phát hiện sớm, đánh sớm, hoạt động hiệu quả nhất. Theo cựu chỉ huy này, ban đầu thì các tên lửa chống hạm đã bay ở cùng độ cao, nhưng các hệ thống phòng không rất nhanh chóng học cách bắn hạ chúng. Do đó thì các chuyên gia đã làm cho đường bay của tên lửa trở nên phức tạp hơn. Sau khi được phóng, tên lửa bay lên độ cao đủ lớn, sau đó hạ xuống và bay sát mặt biển. Radar của đối phương chỉ phát hiện ra nó khi tên lửa tiếp cận con tàu, gần như là không còn thời gian để đánh chặn nó. Một thí dụ nổi bật là tổ hợp tầng xa Granis P-700 đã được đưa vào biên chế vào năm 1983. Tổ hợp Granis được trang bị cho cả tàu ngầm và tàu nổi. Tên ký hiệu của NATO của Granis là Ship Grace. Tên lửa Granis thì nặng 7 tấn. Để tiện cho quý vị hiểu rõ chúng thì chúng tôi sẽ so sánh cân nặng với tên lửa của Mỹ. Tên lửa lỗi thời Harpoon thì nặng 765 kg. Tên lửa nổi tiếng Tomahawk năng khoảng 1,5 tấn. Tên lửa ACM-158CL Ram, mới nhất của Mỹ, thiên năng khoảng 1,1 tấn. Phiên bản hiện đại nhất Exocet của Pháp thiên năng 780 kg. Thật dễ hiểu tại sao tên lửa Granis bay với tốc độ Mach 2,5, tức là gần 3.000 km trên giờ, và nó có khả năng làm cho tàu địch bị hủy hoại tan nát, thậm chí bởi cú đánh của nó. Và nếu như chiếc tàu của đối phương phải đối mặt với 750 kg TNT hoặc đầu đạn hạt nhân 500 kg thì gần như là không có một cơ hội nào cả. Ngoài ra, các tên lửa Granis hoạt động lại không đơn độc mà chúng bay theo bầy đàn. Sau khi được phóng, các tên lửa tương tác với nhau, một quả tên lửa dẫn đàn sẽ bay lên vài km, bắt mục tiêu và truyền thông tin cho những tên lửa khác đang bay thấp hơn để trốn tránh hệ thống phòng không của đối phương. Nếu như tên lửa dẫn đàn bị đánh chặn, một quả tên lửa khác tự động sẽ thay thế cho nó. Hệ thống máy tính của Granis chứa các đặc điểm của tàu địch. Nhờ đó thì tên lửa xác định độc lập mục tiêu chính theo thứ tự và tấn công nó. Sau khi mà diệt mục tiêu chính, các tên lửa chống hạm tấn công vào những con tàu còn lại. Tuy nhiên, để đánh chìm một con tàu sân bay hạt nhân thì cần phải có ít nhất là một chục cố đánh chính xác bằng tên lửa chống hạm và có tính đến hoạt động của hệ thống phòng không của đối phương. Trong đợt tấn công này phải có ít nhất là 20 tên lửa Granis. Theo kiều chỉ huy hạm đội Biển Đen, Đô đốc Vladimir Komozadov Khó khăn chính là tầm bắn hiệu quả của các tên lửa chống hạm không được vượt quá 600 km. Tên lửa Granis bay theo đường bay tổng hợp có tầm bắn 550 km, tầm bay tối đa trong điều kiện thuận lợi là 625 km. Để tấn công mục tiêu, tên lửa phải đến sát gần đoàn tàu của địch mà không bị phát hiện. Đây là một nhiệm vụ khá phức tạp. Mỗi nhóm tàu sân bay được trang bị hệ thống phòng không mạnh mẽ bao phủ khu vực có bán kính lên tới 1.500 km. Đô đốc Vladimir Komozadov đã cho biết, sau đó khi mà phóng tên lửa, chiếc tàu ngầm phải nằm trong vòng tròn này. Tàu ngầm mang tên lửa cần phải lén đến gần mà không bị phát hiện với sự yểm trợ của tàu ngầm đa năng. Các tàu mặt nước có tầm bắn lớn hơn nhiều, vượt trội khả năng của các hệ thống phòng không. Ví dụ là tên lửa Calip có thể được bắn từ khoảng cách xa hơn nhiều, nhưng Calip là loại tên lửa cận âm. Tuy nhiên, các tên lửa chống hạm hiện đại có độ chính xác rất cao. Đô đốc Vladimir Komosadov lưu ý, gần như là không thể tránh được chúng. Ở đây có thể nhắc nhở về một sự cố tại Biển Đen vào năm 2000, khi mà tên lửa đối hạm P-35 Progress, không phải là hiện đại nhất lúc bấy giờ, đã bắt tín hiệu từ buồng vô tuyến điện trên một tàu dân sự vi phạm danh giới của khu vực tập trận. Cú đánh bằng tên lửa nặng 4,5 tấn bay với tốc độ Mach 1,2, tức là vào khoảng 1.431 km trên một giờ, đã tàn phá buồng vô tuyến điện. May mắn thay, nhà điều hành không hiện diện ở vị trí đó và tên lửa không mang theo đồ đạn thật mà chỉ mô hình của nó với sự phát triển hiện đại nhất của Nga là tên lửa siêu thanh Zircon với tốc độ bay lên tới Mach 9 tức là vào khoảng 10.740 km/h và tầm bắn hơn 1.000 km. Zircon là vũ khí bất khả xâm phạm đối với bất kỳ hệ thống phòng không nào. Có lẽ đối phương sẽ không thể phát hiện ra tín hiệu của nó hoặc chỉ phát hiện ra khi mà tên lửa đã ở cự ly rất gần nên không còn kịp để triển khai đánh chặn. Theo Bộ Quốc phòng Nga trong những năm tới Zikron sẽ được trang bị cho hàng loạt tàu ngầm và tàu nổi hạt nhân cho một diễn minh khác thì chúng tôi xin cung cấp thêm về các vũ khí hiện đại mới của nga thứ nhất là trên mặt đất là pháo tự hành bánh lốp koalicia viện nghiên cứu trung tâm zini nogorov của tập đoàn uran vagon -Zavos thuộc tập đoàn nhà nước rostec là nhà phát triển các hệ thống pháo binh đầy triển vọng một trong những dự án gần đây nhất là hệ thống pháo tự hành koalicia được trang bị pháo chính cỡ nòng 152 ly. Phiên bản cơ bản của nó, pháo tự hành, được đặt trên khung gầm, lần đầu tiên được trình bày chính thức tại Moscow vào ngày 9 tháng 5 năm 2015 tại cuộc duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng nước Đức Quốc xã. Mới đây thì những khẩu pháo tự hành của Alicia thế hệ mới bắt đầu được cung cấp dành cho quân đội Nga. Dịch vụ báo chí của tập đoàn Uran Vagonzavos cho biết rằng các chuyên gia đang thử nghiệm phiên bản thứ hai của Coalicia Phiên bản bánh lốp của pháo tự hành cỡ nhỏ được đặt trên khung gầm xe tải quân sự Kamazes. Phiên bản bánh lốp của pháo tự hành có một số lợi thế so với phiên bản bánh xích. Nó có được cơ động và dự trữ hành trình lớn hơn. Dịch vụ báo chí của Uran Vagon Zavos đã dẫn lời ông Vasily Nabatov, người thiết kế chính của hướng này tại Viện Nghiên cứu Trung tâm Burevestnit. Thật vậy, nếu so sánh dự trữ hành trình của hai phiên bản này, thì khẩu pháo bánh lốp phải thay dầu bôi trơn động cơ sau khi mà vận hành 5.000 km. Còn phiên bản bánh xích sau khi vượt qua khoảng cách như vậy thường cần phải sửa chữa nghiêm trọng. Ngoài ra, pháo tự hành bánh lốp có trọng lượng nhỏ hơn và có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải. Dịch vụ báo chí của Uran Vagon Zavos cho biết rằng, theo kế hoạch thì các cuộc thử nghiệm sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020, sau đó thì các chuyên gia sẽ thông qua quyết định về việc đưa phiên bản này vào sản xuất hàng loạt. Hệ thống pháo binh của Alicia thế hệ mới là một sự kế thừa của pháo tự hành MS -Star. Nó được thiết kế để phá hủy sở chỉ huy, tổ hợp phòng không và tên lửa, trung tâm liên lạc cũng như xe bọc thép và lực lượng mặt đất của đối phương. Trước đây thì người đứng đầu lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga, Trung tướng Mikhail Mavetsky đã bày tỏ hy vọng rằng pháo tự hành của Alicia sẽ là một bước đi đầu tiên trong tiến trình robot hóa lực lượng pháo binh giá chiến của Nga. Dưới nước là người lôi Poseidon, lần ra mắt đầu tiên của phương tiện tấn công dưới nước không người lái Poseidon mà Tổng thống và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của Nga Vladimir Putin lần đầu tiên nhắc đến trong năm 2018 trong thông điệp gửi quốc hội, dự kiến vào mùa thu năm 2020. Người lôi Poseidon sẽ được phóng thử từ tàu ngầm hạt nhân Begorov. Hiện nay thì nguyên mẫu phương tiện không người lái dưới nước chưa lắp ráp, nhưng các chuyên gia triển khai quá trình thử nghiệm các bộ phận của nó. Tàu ngầm hạt nhân đa năng Begorov chỉ là tàu mẹ thử nghiệm của Poseidon. Tàu này đã được thiết kế để lại mang các siêu ngư lôi Poseidon. Còn con tàu mẹ tiêu chuẩn đầu tiên của Poseidon, tàu ngầm hạt nhân Khabarov thuộc dự án 098531 dự kiến sẽ được hạ thủy vào những tháng tới và các cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài ít nhất là trong 2 năm. Tính năng kỹ chiến thuật của tàu ngầm Khabarov chưa chính thức được công bố. Có lẽ lượng sắn nước của nó vào khoảng 10.000 tấn, tốc độ lên tới 32 hải lý trên một giờ. độ làn sâu là 500 m hoạt động độc lập 120 ngày, thủy thủ đoàn thì có ít nhất là 100 người. Các chuyên gia Nga bắt đầu chế tạo nguyên mẫu đầu tiên của máy bay nắm bom chiến lược tàng hình. Báo chí đưa những tin này dựa theo nguồn tin quân sự của Nga. Máy bay đang được tạo ra như là một phần của chương trình tổ hợp hàng không cho tương lai thuộc không quân tầm xa PAKDA. Tất cả các tài liệu cần thiết cho quá trình chế tạo bộ khung và buồng lái máy bay thì đã sẵn sàng. Nguyên mẫu đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2021 và quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu không sớm hơn năm 2027. Nhiều khả năng máy bay nắm bom chiến lược mới của Nga sẽ được chế tạo theo sơ đồ khí động học cánh bay, có sử dụng các công nghệ tàng hình chống sada và các vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến. Vũ khí, tên lửa hành trình chiến lược, bom với độ chính xác cao, vũ khí siêu thanh. Máy bay mới sẽ chưa được chế độ siêu âm. Chi tiết về máy bay chiến lược tàng hình của Nga thì chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn tại bản tin trước quý vị có thể xem tại danh sách phát của kênh chúng tôi để tiện cho việc theo dõi video xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo